Xin thay đâu bà? Tức đàn không? Là tổng cộng là 117 nha. Có 100 xã Tân Thạnh, huyện Long Phú. Như vậy thì chậm mà ở đây đâu biết chữ đâu con. Không biết chữ hả? Bằng ngày 28 tháng 1 năm 2018 đúng không? Dạ. Nội dung sao? Đầu giống mình máu vậy quá nhiều đi. Kêu bà đi ra và coi thấy trở được bệnh viện rồi. Nó xạo đi nhà con, nó khóc chạy xuống. Là nói gì thôi, ra sao mới rửa là sao nói với bà. Có gây xả không? Dạ xuống không thấy xả mà ở trong sớm á. Chạy ra quyền rồi nói chứ. Nhưng mà xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc hay là do tình cảm? Mua chiếc xe thì bà có chữ từ ngoài á, thế có tiền mua xe đó. Ừ. Gia đình có đủ điều kiện không? Có ví dụ như vài chục triệu để khắc phục được không? Nó là đi chưa? Này cũng không đi gì đi. Cái đầu rồi nó đó, cái kia không đi đâu. Nó đi còn rồi. Xin thay đâu bà? Tức đàn không? Là tổng cộng là 117 nha. Có 100 xã Tân Thạnh, huyện Long Phú. Như vậy thì chậm mà ở đây đâu biết chữ đâu con. Không biết chữ hả? Bằng ngày 28 tháng 1 năm 2018 đúng không? Dạ. Nội dung sao? Đầu giống mình máu vậy quá nhiều đi. Kêu bà đi ra và coi thấy trở được bệnh viện rồi. Nó xạo đi nhà con, nó khóc nó chạy xuống. Là nói gì thôi, ra sao mới rửa là sao nói với bà. Có gây xả không? Dạ xuống không thấy xả mà ở trong sớm á. Thì chạy ra quyền rồi nói chứ. Nhưng mà xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc hay là do tình cảm? Mua chiếc xe thì bà có chữ từ ngoài á, thế có tiền mua xe đó. Ừ. Gia đình có đủ điều kiện không? Có ví dụ như vài chục triệu để khắc phục được không? Cái đó là đi chưa? Này cũng không đi gì đi. Cái đầu rồi nó đó, cái kia không đi đâu. Nó đi còn rồi. Xin thay đâu bà? Tức đàn không? Là tổng cộng là 117 nha. Có 100 xã Tân Thạnh, huyện Long Phú. Như vậy thì chậm mà ở đây đâu biết chữ đâu con. Không biết chữ hả? Bằng ngày 28 tháng 1 năm 2018 đúng không? Dạ. Nội dung sao? Đầu giống mình máu vậy quá nhiều đi. Kêu bà đi ra và coi thấy trở được bệnh viện rồi. Nó xạo đi nhà con, nó khóc nó chạy xuống. Là nói gì thôi, ra sao mới rửa là sao nói với bà. Có gây xả không? Dạ xuống không thấy xả mà ở trong sớm á. Chạy ra quyền rồi nói chứ. Nhưng mà xuất phát từ mâu thuẫn tiền bạc hay là do tình cảm? Mua chiếc xe thì bà có chữ từ ngoài á, thế có tiền mua xe đó. Ừ. Gia đình có đủ điều kiện không? Có ví dụ như vài chục triệu để khắc phục được không? Cái đó là đi chưa? Này cũng không đi gì đi. Cái đầu rồi nó đó, cái kia không đi đâu. Nó đi còn